Xin kính chào quý vị và các bạn. Ở miền Bắc thứ 6 dự báo sẽ có sương mù vào buổi sáng, sau đó đến trưa chiều sương tan, trời có nắng nên cảm giác khá ấm áp. Nhiệt độ cao nhất ở thủ đô Hà Nội và khắp toàn miền phổ biến trong khoảng từ 22 đến 26 độ. Cùng chung trạng thái với toàn miền thì ở Hải Phòng, nắng ráo trong cả ngày thứ 6 đến 2 ngày cuối tuần do tác động của không khí lạnh mạnh, khả năng là trời sẽ có mưa. Nhiệt độ cao nhất trong ngày Chủ nhật chỉ có 17 độ, trời rét, thậm chí là về đêm giảm xuống chỉ còn 13 độ. Thời tiết ở Phú Yên trong 3 ngày tới chủ đạo sẽ là sáng nắng, đến chiều tối thì mưa sẽ xuất hiện. Bởi vậy mà quý vị có các kế hoạch ngoài trời thì nên ưu tiên trong khoảng thời gian từ buổi sáng đến trưa. Về nhiệt độ cao nhất là khoảng từ 26 đến 27 độ, về đêm thấp nhất là từ 23 đến 24 độ. Trong ngày thứ 6 thì ở khu vực Nam Bộ sẽ có nắng từ sáng đến chiều. Biên Hòa sẽ là nơi nóng nhất với mức nhiệt khoảng là 33 độ. Thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 30 đến 32 độ. Về chiều thì một số nơi khả năng là sẽ xuất hiện mưa dông. Ở miền Tây sông nước, thời tiết Cần Thơ từ thứ 6 đến Chủ nhật, chủ đạo sẽ đều là nắng ráo. Thời tiết đẹp cho các hoạt động ngoài trời của quý vị vào dịp cuối tuần. Nhiệt độ giữa trưa khoảng từ 31 đến 32 độ. Đến tối và đêm trời mát, nhiệt độ chỉ quanh mức là 25 độ. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các điểm du lịch khác trên cả nước.